Cũng là cái cơn lũ quét này tạo ra một cái con suối thì là to luôn rồi cả nhà. Lúc nãy chỗ mình đứng đó là chỗ đầu nguồn á, và đây là đi dài xuống dưới cũng rất là xa, khoảng gần một cây số. Nè các chú nhìn thấy không, cái dốc không nè, rất là cao luôn, ngang đầu mình luôn á. Đẩy cái là không còn gì luôn. Con nghĩ là miếng đất của anh đó, nó sẽ có đất giống như trên đó vậy đó. Nó bằng gan vậy nè, bây giờ là lòi đá hết trơn rồi. Đá trên lăn xuống hả? Trời là tại nó trôi xuống hả? Chị Sá đi lại là nó chạy đó. Nước này nước trong chân núi chạy ra nè. Bởi vì nó thành lũ quét là gì đó. Rồi những cái nhà đó giờ mình tiếp cận được không anh? Có nghĩa là bây giờ những cái chốt công an người ta không cho lên phải không? Có chuyện gì nó không buồn phiền người ta. Tỷ nó còn lỡ nữa gì nó có gì cái mất công cái buồn phiền mình đó, nó không có cho lên, bởi giờ không có cho lên nữa. Người dân không cho lên luôn. Mấy người đi gãy quen á thì cho lên. Thì gãy ta thì phải lên này. Bắt buộc phải đi rồi. Chứ kiểu lạ này không có cho đâu. Lạ như những đứa em là không cho lên á. Không có cho lên đâu. Lên là lấy gì tôi có sao này, có chuyện gì cái bắt đầu cái mất công đó. Dạ. Chưa cho lên cho chứ không riêng ai cho thế. Chưa đâu, chừng nào hết cái đợt này nó mới cho. Là cái đêm đó là lỡ dữ lắm luôn hả anh? Lỡ lắm. Trời bên chạnh chân. Nước ô này, nước này là suối này nó chảy đủ nó. Nè, là nó lỡ là chỗ này nó lỡ chỗ này nè. Đi xuống đó là luôn nó coi đụng lỡ một cái hết chân cái chùm đó, lỡ chỗ cặp mấy suối lỡ cái lồi đá cục bành bành. Đây là đây em thấy nè. Đi thẳng qua đó luôn hả anh. Đây là đi vòng đó đó. Dạ. Anh quay phim đây. Dạ. Anh mắc làm à. Cái này là củi anh bán hả? Thì bán. Rồi ơi. Vậy là cái khu vườn anh nó đang cũng bị lỡ luôn. Lỡ đó lỡ đó là một khúc đó cũng gần nửa công đất vậy. Nửa công đất luôn hả lợi? Gần nửa công chứ lực. Dữ thần ha. Lỡ chừng đó. Vậy rồi cái sức nước dữ lắm luôn rồi. Hồi đó giờ núi già mình có mưa nó nổi dữ thần vậy không? Không có đâu. Hồi đó giờ chưa từng thấy luôn. Không. Bây giờ quá trời. Không biết sao nữa hả ta. Ở trên đó mấy cái nhà tường bị đá đè. Ba cái. Giống như nó lăn cặp nhà thôi ha. Lăn vô tròn dồn xuống. Rồi bắt đầu đá trên dồn xuống gì nè. Dạ. Nó tắn ra còn chút nữa. Ôi ui. Bên đó đó nữa là nào nó có cho đi dạy lên đó đó. Dạ. Bước ra qua mày đó cỡ nửa công đất kìa. Đang lỡ. Đây này dài đó chỗ đó. Đất này của anh hả gì anh? Ông ơi. Trời cái đó cái ồ đó bây giờ dòng cái chấn. Dạ, anh dẫn cho em chút xíu. Quay cho bà con xem nè. Ôi vậy là khu đất của anh nó bị sạt lở luôn hả? Trời ơi, nó sập kìa. Nhà dầm đá là tu ở trên núi tu tu tu. Trời ơi. Trời ơi. Trên cái điện thoại của ảnh là cái chỗ này cái đất bằng đó. Ừ. Trời ơi. Tan quang cái miếng vườn luôn rồi. Tu như ở trên núi xuống hả? Trời ơi trời. Để chút mình quay lại cái chỗ vị trí này cho các bạn xem. Bây giờ mình đi theo người anh nè. Dẫn vô miếng vườn nè. Ở đây hình như có cốc người tu thôi ta. Trên cái vườn của anh sơ sát của anh chơi.
nước chỉnh nó lồi đá kìa kìa. Kìa lồi cục quanh quanh đúng không? Lên chỉnh để cho đi đi vào bút rồi được không? Đi được. Lồi ba xuống được không ta? Được. Rồi được. Được mà. Rồi đây nè, hàm ếch nè. Nguyên cái dách luôn đó. Đứng xích vô. À có nghĩa là cái đường này ngày xưa bằng gan mà giờ thành suối luôn rồi. Vậy là biến đổi dòng chảy rồi. Biến đổi luôn rồi. Cái này là chắc ông chợ giờ đặt rồi. Đúng rồi. Nó khuyết xuống vậy đó. Trời ơi. Ghê gì? Ủa đây có bạc hà núi đó kìa. Đúng rồi. Rồi ơi trời, đây nè. Cái vườn của anh không phải suối mà giờ thành suối nè các bạn. Nhìn ghê không? Ồ lúng. Lúng. Trời ơi. Hải hồng qua kia kìa. Nè các bạn thấy suối chảy nè. Cho ướt dậy đi. Được không? Được không? Nắm vô cây kìa. Cây chắc không á? Nè, từ đây nè, bước qua cục đá đó. Đây nè cô chú anh chị. Cái miếng đất cô mình không phải là suối, bây giờ thành suối luôn nè. Nó chảy vòng vòng lên đây nè. Đá mà nó lùa xuống như nè, rễ cây chóc cốc luôn nè. Trời ơi, cảnh tượng hải hùng thiệt. Đây nè. Ở trên kia còn giữ nữa. Những nhà tường nó bị đá dập vô luôn. Mà hiện tại là mình với những người đi chung, anh chị, bạn bè đi chung thì không có lên đó được. Mà các bạn thấy nè, đá nó chài xuống nè. Đúng là trong lịch sử cái lũ con lũ quét luôn đó. Hải hùng thiệt. Nè, đá lồi vậy nè. Đất trôi hết trơn rồi. Đất trôi hết trơn rồi. Cái này là anh trồng cái gì anh? Anh trồng su hả? Đậu này kia đó, trong này vàng đậu su thì là trên chứ không có ít cái trái. Dạ. Anh coi đè đất bằng mà bây giờ thành suối luôn nè. Rồi ơi. Rồi sau này ví dụ như hết bão rồi sao đất đâu mà anh trồng đờ đầu nữa? Thì để gì chờ trồng luôn. Để gì trồng luôn hả? Ừ, chứ không sao vậy. Rồi ơi. Anh mở cái này ra thành du lịch suối luôn đi. Có nghĩa là ngày xưa giờ là ở đây là đất bằng chứ không phải suối. Ừ, rồi tự nhiên cái mưa xuống thành suối luôn. Cái mưa dòng đây nè nó chảy ra mới đây nè. Cái lồi đá lên nè. Hồ luôn, nước đẹp ghê luôn nè. Trong hả? Trong. Rồi nè cho em hỏi anh coi như là cảm giác anh được trong đất có cái dòng suối anh mừng hay anh buồn? Buồn gì trôi đất đai á trời. Hư đất hết trơn rồi. Công nghệ bóng cái ổng nó buồn gì buồn đất đây hư chân mà buồn gì buồn. Rỡ rồi cũng chơi trời. Bây giờ có đâu có chắc ai được hơi chắc thiên tai hay đâu có chắc ai được hơi. Đó chụp cái chân không? Dạ. Đó nó lắc lạnh bây giờ cháu chơi lâu rồi đó. Đáng rồi nó lắc lên vậy nó thành dòng suối luôn nè con. Mà nó anh không có buồn nữa. Ở đây bây giờ mình đi dài lên trên vẫn còn cái đường xuống chảy nữa. Ừ nó dài dài chảnh á, dữ lắm. Dữ lắm nha, thôi mà lội lên chút xíu nữa đi. Đúng rồi. Đúng rồi, cảm ơn anh. Dạ. Đi bộ đi. Giờ nửa công đất hả? Đó vậy thôi chừng vậy thôi chứ mình cũng không biết. Cái mít này sắp sửa ngã luôn.
Đúng rồi, chăm góc rồi nè. Trời ơi. Đường mà là mưa, cơn mưa lũ đi qua là nó quét hết trơn các bạn ơi. Chứ bằng lũ quét mà. Trên đường nó đi qua nó quét hết trơn luôn nè. Khủng khiếp thiệt. Đây nè. Bởi vì ông bà nói gọi lũ quét mà. Lũ quét là cỡ này nè cô chú anh chị. Khủng khiếp không? Không biết là có đi được không hay là nó bị lúng giống như chứng lúc nãy nè. Trời ơi. Này theo mình nhìn thấy là khoảng một công đất á. Nè. Cái công đất á. Rồi. Tan hoang hết trơn các bạn ơi. Đất bằng mà bây giờ lòi đá lên đi luôn nè. Đất bằng giống như trên đó vậy đó các bạn. Đất bằng mà bây giờ đá nó lòi lên gì sao trồng gì được đây. Này cô chú anh chị, nước nó chảy tới đâu là đá lòi tới đó. Nó trôi cát đất hết rồi. Đây cô chú anh chị, cái dòng nước nè. Dòng nước quá trời hung dữ. Đây nè chị Sáu ơi, ghê quá à. Có nghĩa là miếng đất của anh nó sẽ có đất giống như trên đó vậy đó. Ờ. Nó bằng gan vậy nè, bây giờ là lòi đá hết trơn rồi. Đá trên lăn xuống hả? Trời là tại nó trôi xuống hả? Cái ghê thiệt. Khủng hoảng người ta. Ê cá kìa bạn ngang. Bạn ngang phải cá lắm kìa. Qua đây nè. Qua đây cô chú anh chị, cá bơi nè. Chị Sáu đi lại là nó chạy đó. Chặn cái tay lưới mới được. Thôi cho nó bơi thoải mái đi. Đó. Nó mát. Ở dưới hồ là nó bơi lên á. Nó bơi ngược dòng mà. Đúng rồi, nhìn cái cảnh này quá trời luôn cô chú anh chị. Hải hùng luôn. Mà nhắc tới anh nói hỏi anh thì anh cười không à. Để mình đi qua đây thử lúng nha. Không, đất cát hiện giờ không lúng nhưng mà cảm giác mình đang sợ lắm. Gặp nước với gặp đúng thì mình sợ quá. Không. Nước này nước tắm bình thường. Chị cho em đá nước ở trong mạch ra trong núi ra kìa tài chứ ngoài ở trên xuống đâu nghe tài. Trong chân núi hả? Đây nè, thấy chưa? Mạch nè. Này bà con mạch đều cái chân kìa. Ở trong rịnh ra kìa bà con. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây nè. Mạch. Nước này nước trong chân núi chảy ra nè. Ừ. Ở dưới nó hành lũ quét là gì đó. Bởi vậy chú Út chú nói cái núi dài này chỗ nào cũng có nước hết trơn á. Là nghĩa là mạch nước nó nằm trong đây nó chảy ra nè. Nè. Rồi nhiều nước quá nó làm bung luôn. Ừ. Nó bung luôn. Ờ đúng rồi, đây là cái giường của ảnh nè. Cái giường này, bà nè. Con. Này, hang, để mình khu giường bình thường nè. Nè, đó. Khu giường bình thường này nha. Còn cái này là cái chiếc mà nước ở trong mạch đất nó ra nè. Ừ. Khu giường bình thường mà bây giờ nó thành bình địa nè. Này cô chú anh chị. Cái nước ở trong mạch nó ra. Đúng rồi, đúng rồi. Chỉ cho bà ngăn đi. Bà ngăn nó ngồi đó kìa. Mạch nước kìa. Đây là bình địa luôn nè. Nước mưa đâu. Nước trong mạch nước nó chảy ra. Nước mưa là một phần thôi. Đúng rồi. Còn cái này nước mạch vẫn còn chảy hoài nè. Đây nè, nước mạch nè. Ốc ốc có hoài nè. Ở đây là lúng nha các bạn. Đó. Nè, nước mạch nè. Đó, kìa. Nó chảy hoài trong lòng đất ra luôn nè. Thấy không, bởi vậy cũng nguy hiểm lắm nè. Thôi mấy đứa đi ra mấy đứa ơi. Mình đi lên đây xíu đây đi. Ừ, cái dọc nước này nó mạnh nha nè.
Bây giờ đi lên trên đó xíu cho cô chú anh chị các bạn mình xem. Đây là vườn su rồi. Bây giờ lên đây đi cho nhanh. Khu vực này là ngày xưa giờ là không có suối. Không phải là khu đất này là ngày xưa giờ là đất bằng mà giống như trên đây. Thì sau một cơn mưa á, sau những cái ngày mà lũ quét á thì nó thành lại suối. Đó. Thật sự rất là bất ngờ luôn và hãi hùng luôn. Đây là cô chú anh chị cây mít mà nó chóc gốc đưa lên luôn nè. Trời ơi. Đây nè. Nó đang lở từ từ nè. Nước ở trong mạch đất đó, nó rịn ra. Trong lòng núi nó rịn ra. Đây là đất của người anh nãy giờ nói chuyện với mình á. Nó thiệt hại là khoảng trên một công đất. Đây nè, trồng su, đậu gồng rồi nè. Trên đây thì ngày thường nó cũng giống như bình thường như thế này. Rồi sau một trận mưa thì nó trở thành bình địa. Bình địa luôn. Phía trong đó thì nước suối đang chảy rất là mạnh chảy ra. Đây, cục đá khổng lồ luôn của chú anh chị. Đi sát vô đây nè, đứng đứng cặp mé. Đúng rồi. Bây giờ lội vòng lên đây mới được, bích đường không ta? Bích chưa? Cái này là lên ngay cho nó luôn đó. Ờ, đi thẳng là thử coi. Mà ướt chân không? Ướt đó, phải ướt đó. Đây cô chú anh chị. Giờ mình cùng nhóm mình đi lên trên đó. Xem cái mức độ kinh hoàng của nó là như thế nào. Quá trời luôn. Hiện tại là những chỗ mà nhà nó bị sự cố là chưa lên được các bạn. Rồi nó sâu nè. Những cái đá lâm chơm nó các bạn đứng đi rất là khó nha. Đang chờ bạn đồng hành mình nè. Bạn đồng hành mình đi chậm quá. Trời ơi. Các bạn sẽ không tin được nếu như không có người chủ đất ở đây. Người ta nói là miếng đất của người ta nó trở thành bình địa như thế này đây. Đây là không phải dòng suối mà là do lũ quét tạo ra dòng suối. Chú anh chị thấy nè, nó quét mà sao mà mất tiêu cái gốc cây tầm bông luôn rồi. Nó quét sâu vô đây luôn nè.
có thể sạt lở khu vực này nữa nè. Nó quét sâu xuống dưới luôn. Quét sâu luôn các chú anh chị. Nè, nó quét sâu vô trong chân nè. Đây cô chú anh chị. Quá trời ghê luôn. Hai bên là nè, đây là bàn ngăn nè. Hải hùng cảnh này thì đá mà lăn xuống nè, cỡ này nè. Một cái trận biến đổi là trên núi này nó tạo ra rất là nhiều dòng suối khác nhau. Thì năm 1983 cô chú anh chị, trên núi Cấm cũng có một vụ sạt lở, nó tạo ra dòng suối Thanh Long á. Đây là cô chú anh chị, những cái rác rưới này. Đá nó còn trôi mà không chi là đất. Đá nó còn trôi. Rễ cây lòi ra hết. Chị thấy chị kiểu trên người chị nó rung hết trơn à. Sao chị? Cũng như nó là cái đá này là nó nằm dưới lòng đất. Rồi trong khi cái lớp mà cát ở trên á. À. Nó cát ở trên người ta đã bằng gãy. À. Mà sao một cơn cái nước nó sôi hết trên, bây giờ nó lòi những cái cục đá rất là đẹp, nó thành dòng suối đá luôn rồi nè. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Cái trời nó giờ không? Giống như năm 1983 ở núi Cấm lở đó thì nó tạo thành dòng suối Thanh Long đó. Vậy đó hả? Đúng rồi. Bởi vậy bây giờ là bà con cái miếng đường của anh này, nếu cô bác nào có đến coi clip của Hà với của Tàn Giang Ngân nè, để tham quan lại cái miếng đường của anh Út này, là cái từ một cái miếng đường mà bây giờ nó trôi đất nó thành một cái dòng suối rất là đẹp luôn. Đúng rồi. Mà khi mà cái nguồn đá ở dưới chân lòng đất nó nổi lên là các cục đá là đẹp luôn à. Đúng rồi. Những tảng đá này ngày xưa là nó ẩn ở dưới nè. Có khi đúng rồi, có khi những tảng đá nó nhỏ thì nó thể trôi xuống. Đi chân không là có chừng đá nó cắt chân nha. Có chân mình mềm á, đá cắt á. Kìa. Đá đẹp đẹp không luôn, nó lòi lên nè. Nó bị tích đá xuống bây giờ, cái đầu mình cứ nghĩ là chuyện. Chuối nó ngã quá trời luôn. Mình chạy đi lên đây là mình gặp cái gần gần cái chỗ đầu nguồn thôi, chứ chưa tới nguồn. Cái này là chưa tới cái điểm mà sụp lớn. Đúng rồi. Trên núi là hiện tại là sụp dữ lắm trên núi á. Đúng rồi. Chuyến rồi thì em ghi hình cái khu vực bên kia. Mà bên đây thì em cứ nghĩ là suối, nhưng mà đến đây có người dẫn đi mới biết là đây là đất vườn của người ta. Mà mưa xuống thành lũ quét, mà lũ quét thì tạo thành suối. Trời ơi. Hải hùng thiệt các bạn. Nói chung là lúc mà những cái vườn của anh là nó không có thu hoạch nhiều. Cũng đỡ.
đi lên trên nữa. Các bạn thấy chuối nè, nó ngã rạp xuống hết luôn nè, những cái chuối đều ngã rạp xuống hết luôn. Ê. Nè, cái ghế cái bị gãy luôn, đá cát nó lùa nè, cô chú anh chị thấy nè, khủng hoảng không, hải hùng thiệt. Ôi ôi ôi, chỗ này gì là nước, cái dòng nước nó cao lắm, dòng nước nó cao dữ lắm, cao luôn. Hiện tại bây giờ là nước suối cũng rất là mạnh luôn. Nước ở trong núi nó chảy ra, trong mạch nước ngầm nó chảy ra. Này cô chú anh chị thấy nè, có nghĩa là hôm đó là nước có thể lên tới đây, tới đây luôn. Dòng nước lên tới đây luôn các bạn. Bởi vì nó vướng tới đây nè. Trời ơi, từ đây lên đây cả thước là đứng ngang ngực của em luôn. Dòng nước ngang ngực em luôn, nước ngang ngực luôn á, là có nghĩa là dòng nước đây mình đo qua ngang ngực mình luôn nè, nó mới tấp gác như vậy nè, hải hùng tuyệt. Dòng nước này ngang ngực em luôn á. Đây chú anh chị thấy nè, hóa trời, đây là những cây chuối nó bị nước đè nó nổi mà dẹp đép luôn nè. Trên đó còn nữa. Đây thì sâu quá, cứ lên đây. À, cô chú anh chị thấy nè, khu vực này sạt lở nè. Tiếp tục chinh phục các bạn ơi. Chị Sáu muốn bỏ cuộc rồi mà sao để đứng đó chần chừ. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Đại mà ngang dư. Trời ơi, thật sự là cảnh rất là đẹp nhưng mà rất là buồn cho những người ở đây. Cô chú anh chị thấy nè, cái đám rừng của chúng ta nè, bây giờ chóc cóc hết trơn nè. Em đang chờ cả nhóm em lên, có một người đi sau cùng. Giờ đi dài lên chảnh xem thay thế nào, khi nào hết đường đi mình quay trở xuống. À, cô chú anh chị thấy nó gác nè. Dòng nước hải hùng luôn cả nhà ơi.
nước đã rút rồi nhưng mà cái thiệt hại còn ở lại nè. Nước ở đây đi rất là khó đi nha. Có mấy ngày thôi mà rong đóng quá trời luôn. Nè, cô chú anh chị thấy nè. Ở trên núi này rất là nhiều cái dòng suối vừa mới được tạo ra sau cơn bão này. Chứ không phải là một con suối này không. Mình cứ nghĩ là suối nhưng thật sự là đây là đất của người dân bị thay đổi dòng chảy nên là em bị chợt các bạn. Để tới nhà dân rồi nè. Wow. Đây tới đây hết đường đi rồi. Và bên đây có cái nhà dân. Hải hùng luôn. Đây nè, nước chảy mình đường bên đây nữa nè. Trời ơi. Không biết là nhà dân có bị gì không. Bây giờ mình đứng đây mình chờ bạn mình một xíu, rồi tập trung chạy lên đó để tiếp tục ghi hình cho cô chú anh chị các bạn xem. Nãy giờ đồng đội mình với mình đi khoảng 2 cây số các bạn. Bây giờ chờ lên đây để lên nhà dân hỏi sao, hỏi xem là thiệt hại như thế nào không. Mấy đường kia thì những cái bộ đội với công an người ta rào lại rồi, tắm cho lên. Bây giờ mình lẻn vào khu sạt lở này để tiếp cận và chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Đi giờ đi hết vững rồi. Đi qua Thái Lợi. Tới nhà người dân rồi kìa. Em chờ lên ăn vô nhà hỏi luôn. Đúng rồi, dứt điểm rồi. Hút cái miếng đất rồi. Là nó sẽ dính liền nha. Cái ngõ này là miếng đất của anh rồi đó, là không phải là cái dòng suối, là cái dòng suối nằm cái cạnh kia. Mà bây giờ nó sập xuống sẽ thành cái dòng suối trên mắt anh luôn. Bà con nào có đến chuyến thăm á, giờ là anh Út ở trên núi dài á. Dẫn bà con đi qua để cắt quảnh, cắt bằng thành dòng suối mới luôn. Ừ, lạ ha. Đi khai thác là lần đầu tiên luôn. Đúng rồi. Mình hơn mấy chị em mình may hơn. Được cái dòng suối mới nè. Mình hên mà bà con xui. Đúng không? Không, bây giờ cái lực của trời sắp đặt rồi phải chịu thôi chứ không có xui. À. Phải chịu. Yêu cầu không có ai mà không thiệt hại người là được rồi. À, đúng rồi, không thiệt hại người. Đúng là bao đâu từ từ còn người còn của. Đúng rồi. Chứ hồi nãy ảnh cũng cười ảnh nói bây giờ trời sắp đặt thì cũng phải chịu thôi đó. Hình như sao cảm giác bị gác chân không? Không. Ủa. Quán nó bỏ hổm bình tráng bữa nay tăng quán chân giờ hồi lên xem thử thế nào
Bà ngăn nhanh lên bà ngăn, tới nhà dân kìa. Không, cái chỗ này là cái chỗ đang chật chém á. Đang chật luôn hả? Ừ, cái điểm luôn, cái điểm. Cái điểm chật luôn hả? Cái điểm chật luôn. Vậy là mình không được lên hả? Không được lên, lên nữa mới được. Cái này chỗ đang chật. Vậy hả? Ừ, chỗ đang chật kia. Cái quán đang chật hả? Ừ. Chị nhìn ra là cô ghe cứng, cái cầu cổng dây còn... Ở đây thì chỉ có người đang vẫn kìa. Vậy? Ừ. Thôi mình đi xuống đi, tới đây được rồi. Được rồi, vậy. Thôi mình đi thăm cái con đường của chú... cái chú anh Út thì được rồi. Ờ, à, đúng rồi. Ủa, trên đây là cái đâu rồi? Chỗ chật. Chỗ chật. Ừ, đi xuống. Đi xuống. Đây có cho dừa này kia nè. Bây giờ ở đây là tới cái khúc đường là phía ngoài có hai con đường nên là mình có thể hỏi những anh chí sĩ đang từ ở ngoài đó anh thấy mình đi cái đường tắt để đi lên tới đây thì cái đường này sẽ không tốt thì ở sẽ có gì rồi chị em mình xuống núi thôi. Rồi, xuống núi. Rồi xin chào cô chú anh chị và các bạn nha, cô chú anh chị các bạn đăng ký kênh chia sẻ video, chào cả nhà.